Đây là niềm hãnh diện của mỗi người Việt Nam trên thế giới, vì Bích Liên không những là một doanh gia thành công mà còn là hoa hậu của tình thương, sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo khó khắp nơi, đặc biệt là ở Việt Nam. Bích Liên là người thật, việc thật, với nhiệt tâm và tình thương nồng nàn, biết chia sẻ những người bất hạnh. Bích Liên sốt sắng đóng góp tiền bạc để hỗ trợ nạn nhân vụ khủng bố 9/11, nạn nhân sóng thần Nhật Bản. Hàng năm, cô ủng hộ các chương trình gây quỹ, giúp cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở quê nhà, tặng máy vi tính cho trường Ngô Mai ở Sài Gòn, âm thầm giúp xây dựng, trùng tu các chùa, đền thờ, chùa chiền, cầu cống, nhà tình thương ở khắp nơi. Đối với Bích Liên, không chỉ là những vương miện hoa hậu mà cô đã đạt được, hay là không chỉ là sản phẩm EV Princess, loại dược mỹ phẩm được sự tín nhiệm của người tiêu dùng tin cậy, mà Bích Liên còn gắn bó với những công tác từ thiện khi cô tự mình đứng ra thành lập Bích Liên Charity Foundation, một tổ chức riêng của cô đã âm thầm giúp đỡ cho rất nhiều người nghèo khổ ở khắp nơi, đặc biệt là ở Việt Nam. Từ việc mang lại ánh sáng cho những người mù tại quê hương các tỉnh và Phú Quốc, nơi mà cô đã được sinh ra, xây lò hỏa thiêu cho người quá cố, cô còn giúp cho hơn 500 người bị đục thủy tinh thể tìm lại ánh sáng của đôi mắt. Cô cũng đã xây cất nhà dưỡng lão cho các cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Bích Liên đã đi khắp nơi để xây những con đường để các em nhỏ đi học vào mùa mưa không phải lầy lội lấm lem bùn đất. Cô đã trao tặng nhiều căn nhà tình thương cho các gia đình nghèo khổ. Cô cũng cho xây dựng nhiều cây cầu thay thế cho các cây cầu khỉ tại xã Vĩnh Thuận và U Minh Thượng ở tỉnh Kiên Giang, mua tặng computer và sách vở cho các em học sinh nghèo. Bích Liên còn giúp xây dựng, trùng tu những ngôi đền thờ, chùa chiền. Chưa kể tại những vùng nông thôn thiếu nước sạch để ăn uống sinh hoạt ở Việt Nam và Campuchia, Bích Liên đã cho đóng giếng để cung cấp nước uống cho dân chúng, và còn rất nhiều công tác nữa mà chúng tôi không thể kể hết ra đây. Việc làm của Bích Liên không phải để đánh bóng tên tuổi của cô, mà nó xuất phát từ một tấm lòng thiện nguyện. Cô tâm sự, cô rất thương cảm cho những người già cả neo đơn, những người kém may mắn trong cuộc đời. Phải nói, cô đã đồng cảm thật sự trước những nỗi khó khăn của người bất hạnh. Những công việc của Bích Liên đã và đang làm thật xứng đáng với danh hiệu hoa hậu mà cô đã đạt được trong nhiều năm qua. Trên website chuaphổminh.com, Thượng tọa Thích Minh Tiến, trụ trì chùa Phổ Minh, tọa lạc ở địa chỉ 27 Cô Bắc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, và cũng là hội trưởng Hội Từ Thiện chùa Phổ Minh, trong bài viết với tựa đề "Hoa hậu Bích Liên USA mang mùa xuân đến với người nghèo", mà chúng tôi ghi chú thêm để quý thính giả còn có một sự nhận định chính xác hơn về hoa hậu Bích Liên. Nguyên văn bài viết của Thượng tọa Thích Minh Tiến sau đây: "Mùa xuân lại về trên quê hương Việt Nam, ngày mà tất cả mọi người đồng chung vui bên gia đình, đông đầy tình nghĩa dân tộc. Thế mà, đâu đó cũng còn có những quãng đời bất hạnh khó khăn, rất cần tình thương của cộng đồng, đồng cảm thông chia sẻ, chén cơm, manh áo, phần quà. Cùng với lời thăm hỏi ân cần, chúc Tết chắc chắn sẽ ấm lại không khí sinh hoạt của gia đình, từ những miền nông thôn cho đến những vùng xa xôi phố thị." Hoa hậu Bích Liên đã đồng hành với Hội Từ Thiện chùa Phổ Minh trong suốt 30 ngày đi qua. Cô đã trực tiếp, gián tiếp giúp đỡ cho những mảnh đời khổ nhọc, cần cù, hảo tâm mang đến những phần quà nhân ái hơn 1.000 gia đình và đối tượng khó nghèo trong xã hội, từ chiếc cầu nông thôn cho đến mái nhà tình thương ấm áp, từ chén cơm cho đến sách vở học trò, từ lon sữa cho người bệnh cho đến chiếc áo tặng học sinh nghèo, áo ấm cho người già, những suất quà cho người tàn tật. Tất cả những tấm lòng và nghĩa cử tốt đẹp đó, cô đã trân trọng và thân tặng đến bà con nghèo. Hội Từ Thiện chùa Phổ Minh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang sẽ tạo duyên hướng thiện để tâm nguyện tốt đẹp của cô nhất định hoàn thành. Mong sao những hình ảnh nhân đạo và tâm hồn trong sáng Việt Nam mãi mãi tỏa sáng trong lòng những người con xa xứ. Những nghĩa tình cao đẹp luôn luôn phát triển bằng hành động nhân ái, phục vụ đời sống con người. Từ quý thính giả thông thường, phần lớn dư luận thường cho rằng những giải Hoa hậu phu nhân không quan trọng bằng những giải Hoa hậu bình thường. Đây là một nhận xét thiếu công bằng. Trên lĩnh vực sắc đẹp, không thể đánh giá trị sắc đẹp này hơn sắc đẹp khác. Đối với chúng tôi, các giải Hoa hậu, dù là giải Hoa hậu bình thường hay Hoa hậu phu nhân, mỗi giải tự nó có giá trị riêng của mình. Những cá nhân đoạt được vương miện, dù vương miện Hoa hậu hay vương miện Hoa hậu phu nhân, tự nó đã nói lên giá trị của người chiến thắng. Những phụ nữ tham dự các cuộc tuyển lựa Hoa hậu, dù ở hình thức này hay hình thức khác, ở họ đã có một sự cố gắng để đạt được chiến thắng. Và người đó lần này, một lần nữa, thưa quý vị, Hoa hậu Bích Liên, người vừa giành giải Hoa hậu phu nhân Á Châu toàn cầu. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài tường thuật của ký giả Phạm Lễ từ tuần báo CM Magazine về Đại hội Doanh nhân Tiểu thương California. Bài mang tựa đề EV Princess trước Đại hội Doanh nhân Tiểu thương California. Sau khi tòa soạn chúng tôi nhận được thông báo của California Small Business 2010 gửi qua điện thư, chúng tôi đã cử phóng viên đến tham dự. Buổi đại hội này nhằm để vinh danh các doanh nhân tiểu thương trong tổng số dân 44 triệu của tiểu bang Cali đang thành công trên thương trường, đóng góp việc xây dựng và phục hồi kinh tế của tiểu bang trong thời gian qua. Tất cả những quan khách được mời tham dự trong vị trí thượng khách của đại hội vinh danh các doanh nhân tiểu thương. Theo thủ tục của việc chọn những khuôn mặt doanh nhân tiểu thương của tiểu bang, người được đề cử sẽ được một vị dân cử của tiểu bang đứng lên giới thiệu danh tánh và trao kỷ vật tuyên dương của Hiệp hội Doanh nhân Tiểu thương California và một của Quốc hội tiểu bang. Dân biểu Trần Thái Văn được mời phát biểu lúc 12:05 trước cử tọa để giới thiệu về người phụ nữ Việt Nam có tên Võ Bích Liên, chủ tịch, tổng giám đốc công ty EV Princess Cosmetics, là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Quốc hội tiểu bang và Hiệp hội Doanh nhân Tiểu thương California chọn là phụ nữ doanh nhân tiểu thương. Sau đó, dân biểu Trần Thái Văn đã đại diện Quốc hội tiểu bang và Hiệp hội Doanh nhân Tiểu thương trao tặng bằng tưởng thưởng khen ngợi về sự đóng góp trong thương trường cho Võ Bích Liên trước tiếng vỗ tay tán thưởng của những người tham dự. Ngay lúc tiếng vỗ tay rầm rộ để tán thưởng về thành quả của Bích Liên trên thương trường về ngành mỹ phẩm mang tên EV Princess Cosmetics còn đang vang dội cả đại sảnh đường, bà thượng nghị sĩ tiểu bang Corbett của vùng Bắc Cali, bao gồm thành phố Milpitas là nơi có cơ sở EV Princess, trong nhiều năm qua đã tiến đến bắt tay chúc mừng và hân hạnh được đại diện cho một doanh nhân thành công như EV Princess trong khu vực của bà. Sau đó bà xin được chụp hình kỷ niệm chung vui với Bích Liên. Thật là niềm hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam miền Bắc Cali, nhất là thành phố San Jose nói riêng và toàn thể cộng đồng Việt Nam trong tiểu bang Cali nói chung về sự tuyên dương người phụ nữ Việt Nam duy nhất là Bích Liên trước Đại hội Doanh nhân Tiểu thương California. Vừa rồi là một phần của bài tường thuật từ tuần báo CM Magazine liên quan đến Đại hội Doanh nhân Tiểu thương California năm 2010, trong đó có phần xuất hiện của Bích Liên đại diện cho Bích Liên Beauty Center và công ty dược mỹ phẩm EV Princess. Nhất gia nhị dáng, nhất gia nhị dáng. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam, tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm thần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tùy khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. mỹ phẩm thần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy. Cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Beauty Center gồm 5 địa điểm tại Bắc Cali. Tổng công ty tại San Jose 1164 McLaughlin Avenue, 408-275-9620. Ở San Jose xin liên lạc 2877 đường Center, 408-360-9620. Ở Mill Peters 86 South Able Street, 408-946-4227. Tại Sacramento 6840 đường số 65, 916-424-8182. Tại quận Cam 9353 Bosa Avenue, 714-893-6011. Cần đại lý khắp nơi, xin liên lạc số miễn phí 1-800-918-3017 hoặc vào website evprincesscosmetics.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess đã giới thiệu cho bạn bè khắp nơi. Mang cho bao làn da tươi sáng.